Thưa quý vị, có lẽ ngày hôm nay câu cửa miệng của người dân thủ đô khi bắt đầu một ngày mới sẽ là chỉ qua một đêm thôi, mọi thứ đã thay đổi chóng mặt. Và đúng là như vậy. Và sáng ngày hôm nay, tất cả các siêu thị, chợ thì những mặt hàng như là mì tôm, gạo và các nhu yếu phẩm đều cháy hàng sau khi có thông tin là Hà Nội có ca mắc COVID-19 vào 22 giờ đêm ngày hôm qua. Vậy tâm lý hoang mang, tích trữ đồ ăn sẽ gây ảnh hưởng gì cho công tác khoanh vùng chống dịch bệnh và người dân cần phải có tâm thế như thế nào? Để chia sẻ về vấn đề này, chúng tôi đã mời tới trường quay trong buổi tối của chúng tôi bác sĩ Trần Văn Phúc, hiện đang công tác tại Bệnh viện Sanh Pôn, Hà Nội. Vâng, xin được cảm ơn bác sĩ đã tham gia chương trình ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng là người dân ở thủ đô cũng như là các tỉnh thành lân cận có đổ xô đi đến các siêu thị, các chợ để có thể mua các loại đồ ăn như chúng tôi đã nói, những cái mặt hàng như là mì, gạo hay là nhu yếu phẩm cần thiết. Vậy thì theo bác sĩ, việc làm này có cần thiết hay không ạ? Hôm nay là cái buổi sáng thứ bảy. Thế thì bình thường là buổi sáng thứ bảy tôi cho phép tôi ngủ dậy muộn hơn một chút. Nhưng mà hôm nay tôi thấy ngày hôm qua cả một đêm Hà Nội mất ngủ. Thế thì buổi sáng 6 giờ tôi đã dậy, tôi ra thử, ra siêu thị xem như thế nào. Thì tôi thấy rất đông người dân đã xếp hàng chờ để siêu thị mở cửa và mua hàng. Thế và đến khi tôi lại quay trở về nhà để tôi chờ xem như thế nào, đến 8 giờ tôi ra, tôi vào tôi mua mấy cái hộp nước rửa tay và tôi phải đến từ 8 giờ cho đến 10 giờ 30 tôi mới thanh toán được tiền. Có nghĩa rằng là rất là đông. Thế ở đây thì tại sao người dân lại làm như thế? Thì tôi thấy rằng nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất là bản thân người dân, người ta đang sợ dịch bệnh. Khi mà có một cái dịch bệnh xảy ra, người ta chưa biết nó là cái gì, thì cái cảm xúc nguyên thủy của người ta bị kích hoạt, đấy là nỗi sợ hãi. Và khi nỗi sợ hãi bị kích hoạt thì họ sẽ rơi vào trạng thái phòng thủ. Và cách phòng thủ tốt nhất đầu tiên người Việt Nam phải nghĩ tới ăn làm trước đã. Do vậy người ta đi mua đồ ăn, thức uống, mua tất cả những cái nhu yếu phẩm về để tích trữ. Và đấy là một cái nỗi sợ. Cái điều thứ hai là có khi hôm nay tôi xem, tôi cũng khảo sát một số người, không phải rằng là người ta sợ cái dịch bệnh đâu, mà người ta sợ thời gian tới sẽ bị tăng giá lên rất cao. Thế do vậy là mua trước đi để phòng khi đến khi nó tăng giá. Thế thì đây là hai cái vấn đề mà người dân đang rơi vào cái trạng thái ấy. Về cá nhân tôi thì tôi thấy rằng là thứ nhất là cái thị trường cung cầu của mình, cái thị trường của mình là hoàn toàn có thể cung cấp được những các cái hàng nhu yếu phẩm. Thế do vậy đấy là cái yếu tố thứ nhất để khẳng định rằng người dân không cần thiết phải như vậy. Cái việc thứ hai là cái công tác phòng chống dịch đến thời điểm hiện tại chính phủ và Bộ Y tế vẫn đang làm rất tốt. Thế và cái việc thứ ba nữa là gì ạ? Là khi mà nếu như một cái dịch bệnh nó xảy ra trên diện rộng thật thì chúng ta cũng đã có những các cái kịch bản rồi. Thế và cái quan trọng nhất đó là chúng ta phải bình tĩnh, phải làm sao đấy mà nó bình ổn được thị trường thì lúc đó chúng ta mới dập được dịch. Vâng. Tính cho đến ngày 5 tháng 3 năm 2020 thì nước ta có ca dương tính với COVID-19 thứ 16 và cả 16 ca đều đã được chữa khỏi, đúng không ạ? Vậy nếu như mà theo tâm thế của người dân ấy, cái việc mà Việt Nam chúng ta có thêm một ca nữa bị dương tính với COVID-19 chắc chắn là có thể xảy ra, đúng không ạ? Và đã dự liệu đến. Thế nhưng là tại sao cái sự xuất hiện của bệnh nhân thứ 17 lại khiến cho tất cả người dân cả nước lại cảm thấy sôi sục như vậy ạ? Chúng tôi thấy rằng là cả một Hà Nội một đêm không ngủ. Chúng ta trong cả một cái thời gian dài là chúng ta đã làm được đến ngày thứ 22 là không có ca nhiễm mới. Thế và người dân cũng đã tạo được cái niềm tin người dân. Tuy nhiên rằng có một cái bộ phận công chúng người ta vẫn không tin. Người ta vẫn không tin, vẫn nghĩ rằng là y tế đang giấu dịch, nhà nước đang giấu dịch. Thế do vậy là ở đâu đó có bệnh nhân bị và đâu đó có bệnh nhân chết. Kèm theo nữa là gì, là toàn bộ trên thế giới những cái quốc gia mà rất hùng mạnh, ví dụ như là Hàn Quốc, ví dụ như là Italia, thế rồi thì Mỹ, rồi thì Iran, vân vân. Và bây giờ có thể nói là châu Âu cũng đang rơi vào trạng thái khủng hoảng. Thế thì người ta sẽ đặt cái câu hỏi là tại sao thế giới đang kinh khủng như thế mà Việt Nam chúng ta vẫn cứ bình yên. Thế do vậy là khi có một bệnh nhân thứ 17 xảy ra, đối với nhân viên y tế như chúng tôi thì không có chuyện gì là ngạc nhiên hết cả. Chuyện đấy là chuyện hoàn toàn bình thường, khi mà tất cả xung quanh chúng ta đều bị thì làm sao chúng ta tránh khỏi những cái chuyện mà xuất hiện thêm những cái bệnh nhân như vậy. Nhưng đối với người dân thì người ta đang có những người đang mang cái mối nghi ngờ, và từ cái nghi ngờ đó thì nó dẫn tới một cái sự bùng nổ về mặt tâm lý và người ta hoang mang, người ta sợ. Thế là kéo theo cả một cái hiệu ứng tâm lý xã hội. Vâng, có lẽ là mọi người cũng đang cảm thấy rất là hoang mang và rất là lo sợ khi trong tương lai nhỡ đâu Hà Nội có thể trở thành Vũ Hán thứ hai, đúng không ạ? Và rất nhiều người đang có một cơn nỗi sợ hãi mơ hồ như vậy. Tuy nhiên thì việc mà đến siêu thị xếp hàng và thậm chí là xếp hàng dài để mua đồ có làm cho nguy cơ dịch bệnh dễ lây lan hay không? Và khi mà chúng ta đang khuyến cáo người dân là nên hạn chế đến nơi đông người ạ? Từ hôm qua đến hôm nay chúng ta thấy rằng trên mạng xã hội tràn ngập
những các cái thông tin đấy, những các cái nội dung viết là phê phán cô bệnh nhân thứ 17 là đã trốn cách ly. Chúng ta phê phán người ta rất kịch liệt. Thế thì Bộ Y tế cũng đã khuyến cáo, chuyên ngành khuyến cáo, chính phủ khuyến cáo là gì, không đến tụ tập những nơi đông người. Và phải nói rằng ngay Trung Quốc trong cái phiên bản 7 về chẩn đoán và điều trị bệnh lý COVID thì Trung Quốc có nói rằng cái nơi, cái chỗ mà nguy hiểm nhất, cái tình huống nguy hiểm nhất đó chính là tụ tập đông người. Thì chúng ta lại đang đi ngược lại, đúng không ạ? Chúng ta đang phê phán thì chúng ta lại đi ngược lại tất cả những cái khác. Chúng ta đổ xô đến siêu thị rất là đông. Thế rồi thậm chí là có những cái người đến cũng chẳng có khẩu trang, chẳng có gì cả, trong một cái số đông như vậy thì đó chính là một cái nguy cơ rất là cao. Chưa kể rằng là khi mà chúng ta lao đến siêu thị như vậy thì nó sẽ tạo nên một cái rối loạn về mặt thị trường, rối loạn về mặt xã hội, và cái điều này nó sẽ rất nguy hiểm trong những cái công tác phòng chống dịch sau này. Thế do vậy là cá nhân tôi đánh giá rằng là chúng ta, khi chúng ta phê phán những người khác như vậy thì chúng ta cũng cố gắng là phải làm sao tìm hiểu cái thông tin thật tốt nhất và cái liều thuốc tốt nhất để mà phòng chống dịch bệnh, để mà miễn nhiễm với nó là chúng ta phải có một cái sự hiểu biết nhất định. Vâng, và có một cái tâm thế thật là bình tĩnh, đúng không ạ? Đêm ngày hôm qua, lãnh đạo cao cấp của chính phủ cũng như là chính quyền thành phố Hà Nội đã họp khẩn vì phát hiện ra ca dương tính với COVID-19 thứ 17 tại nước ta. Và mạng xã hội cả đêm ngày hôm qua cũng đã sáng đèn về bệnh nhân số 17. Và rất nhiều những cái thông tin giả, những cái thông tin sai sự thật đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Vậy những cái thông tin giả như vậy có tác động như thế nào đối với người dân, cũng như là cái công tác khoanh vùng dịch đang làm rất sát sao từ phía Bộ Y tế ạ? Trong cái đợt dịch này thì chúng ta đã rút ra được một cái bài học ngay từ ban đầu, khi mà đang làm dịch là Bộ Y tế cũng đã xác định rằng chúng ta phải có hai cái đợt phòng chống dịch, một cái phòng chống con virus ở ngoài và một cái phòng chống con virus tin giả nó lan truyền trên mạng. Có một cái điều rằng là hầu hết tất cả những cái tin giả đều xuất phát từ những các cái tin thật, sau đó thì người ta chế nó đi một chút. Do vậy là người dân sẽ rất dễ dàng bị nhiễm phải nó và rất dễ dàng tin vào những cái điều đó. Thế thì khi mà cái tin giả nó đến với một người thì đầu tiên là nó hủy hoại cái bộ não của cái người đó, làm cho người ta mất nhận thức và người ta không thể nào phân biệt được giữa những các cái đúng và cái sai, và người ta không thể nào coi như kiềm chế được bản thân, và nó sẽ gây ra những cái ảnh hưởng nhất định. Mà một trong số những cái ảnh hưởng đó là gì? Là nó ức chế cái hệ thống miễn dịch trong cơ thể. Và khi hệ thống miễn dịch bị ức chế thì nó sẽ không có cái khả năng đề kháng với lại những các cái virus, vi khuẩn bên ngoài và sẽ nhiễm bệnh. Tiếp nữa là khi người ta không làm chủ được bản thân, người ta lại tiếp tục lan truyền cái tin giả đó. Và chúng ta biết rằng cái tin nó cứ lan đi. Một cái thí nghiệm cho một dãy người đứng như này để mà làm mấy cái ký hiệu với nhau thôi, nhưng chỉ truyền đi 5-7 người cái thôi, ngay lập tức cái ký hiệu đấy nó đã biến đi một cái khác rồi. Và khi biến thể đi như vậy thì cái tốc độ nó càng ngày càng lây lan, rất là nguy hiểm. Và cái điều đó nó sẽ ảnh hưởng tới công tác phòng chống dịch của chính những cái người làm ngành y tế. Cụ thể là khi nếu dịch xảy ra trên diện rộng, người dân sẽ không còn niềm tin vào nhân viên y tế nữa, và lúc đó người ta sẽ đổ xô hết về những bệnh viện lớn, người ta sẽ gây áp lực, người ta đòi hỏi phải điều trị, và cứ thế là tự lây nhiễm cho nhau, tự bội nhiễm, và nó sẽ gây ra cái tình trạng rất là nguy hiểm. Vâng, rõ ràng là những cái thông tin giả, những cái thông tin tiêu cực có cái tính lan tỏa tiêu cực với cấp số nhân, đúng không ạ? Và đây cũng có lẽ rằng là không kém gì với COVID-19. Quay trở lại với bệnh nhân thứ 17 mắc COVID-19, bệnh nhân này thì có dấu hiệu là khai gian dối, có dấu hiệu là che giấu và không khai báo để thực hiện cách ly cho cái việc phòng dịch. Và điều này cũng khiến cho công tác phòng dịch gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều ý kiến cho rằng là chúng ta cần phải có thêm những cái chế tài thật mạnh tay như là đất nước Singapore để hạn chế những trường hợp tương tự. Vậy thì bác sĩ nghĩ sao về câu chuyện này? Tôi đánh giá rằng là cái ý thức của người dân trong cái đợt phòng chống dịch này tôi cho rằng là rất tốt. Hầu hết tất cả mọi người dân đều có cái ý thức cách ly tốt. Và chúng ta nhìn thấy rằng xã Sơn Lôi của Vĩnh Phúc là một cái câu chuyện. Có thể nói rằng đấy là những cái con người anh hùng. Người ta đã chấp nhận hy sinh cái tôi của người ta vì cái trách nhiệm của họ đối với lại cộng đồng. Thì tôi đánh giá rằng hầu hết tốt. Tuy nhiên rằng chúng ta không thể nào tránh được rằng trong cả một xã hội thì sẽ có một vài người mà người ta chưa có ý thức với lại xã hội, thì điều đó chúng ta không thể tránh nổi. Ngay kể cả ví dụ như các nước phát triển trên thế giới thì đến ngay trong cái vụ dịch này cũng đã có rất nhiều những cái người ta trốn tránh cách ly. Mà điển hình nhất cái câu chuyện mà ai cũng biết đấy là cái phụ nữ 61 tuổi ở Hàn Quốc gọi là bệnh nhân thứ 31. Cô tự hào rằng cô trốn cách ly ở bệnh viện được 4 lần. Thế và cuối cùng là truyền bệnh cho hơn 80 người. Cuối cùng là Hàn Quốc bây giờ trở thành cái quốc gia đứng thứ 2 thế giới về cái dịch bệnh này rất nguy hiểm.
Về mặt ý thức trách nhiệm cá nhân vân vân thì tôi cho rằng thế này, có 3 vấn đề. Cái thứ nhất là chúng ta muốn rằng, mong muốn là mỗi một cá nhân có một cái nhận thức và người ta tự giác chấp hành cách ly cho nó nghiêm túc để không lây lan bệnh ra cộng đồng, thì đấy là cái tinh thần tự giác của một cá nhân. Điều thứ hai là chúng ta trông chờ vào cái dư luận, mà cụ thể ở đây là đặc biệt là mạng xã hội rất mạnh để mà lên án, thì cái dư luận của mạng xã hội cũng đòi hỏi mỗi cá nhân phải điều chỉnh để cho nó hợp lý hơn. Nhưng mà hai cái đấy thôi thì tôi cho rằng là nó chỉ được một thời gian rất ngắn. Cái quan trọng chúng ta phải có những cái chế tài. Những cái chế tài thì chúng ta nhìn xem rằng xung quanh như thế nào, như là chúng ta vừa nói là Singapore chẳng hạn, thế hay là Trung Quốc. Nếu như một trường hợp trốn cách ly ở Trung Quốc thì có thể sẽ bị phạt tù đến 7 năm. Thế rồi thì ở Hàn Quốc cũng rất là khắt khe chặt chẽ, ở Nga cũng có một cô trốn cách ly vừa rồi đang bị truy tố ra tòa. Ví dụ như vậy, thế thì chúng ta phải có những các cái chế tài pháp lý đủ mạnh. Và hiện tại thì ví dụ như tôi nói rằng Việt Nam, một cái trường hợp trốn cách ly mà để lại những hậu quả nghiêm trọng hoàn toàn có thể phạt đến cái số tiền 3,1 tỷ đồng. Đấy là theo như cái nghị định của chính phủ đã ban hành. Thế rồi thì nhưng mà tôi xem những các cái hành lang pháp luật của những các cái nghị định và của luật phòng chống dịch ban hành năm 2017 thì tôi cho rằng là nó vẫn chưa đủ mạnh để chúng ta có thể điều chỉnh được những cái hành vi ấy. Vâng, vậy là người dân của chúng ta lúc này chúng ta cần phải có tâm thế và giữ cho mình một sự bình tĩnh và làm theo những cái biện pháp, những khuyến cáo từ nhà nước, từ chính phủ và về phía Bộ Y tế, đúng không ạ? Để cho tất cả chúng ta có thể chung tay cùng với Hà Nội, cùng với Việt Nam để có thể vượt qua cơn đại dịch này. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Trần Văn Phúc. Và thưa quý vị, với câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi tối ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.